Vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 7, ông NVD, 68 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang, xe máy 63B833132, điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ 62, hướng từ Mộc Hóa về thành phố Tân An. Khi lưu thông đến trước công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vật liệu xây dựng Minh Anh thuộc địa bàn xã ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An thì xảy ra va chạm với xe ô tô 60A87735 do anh NCH, 30 tuổi, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An chạy cùng chiều phía trước. Người dân chứng kiến cho biết, lúc này các phương tiện trên quốc lộ 62 đang ùn ứ, các phương tiện lưu thông chậm. Tuy nhiên, ông D chạy từ phía sau lên, có phần lấn ra phía giữa đường thì có một xe tải chạy ngược chiều lại. Bất ngờ trước xe ngược chiều, ông D đã tông vào đuôi ô tô phía trước. Thân người ông bay đập vào kính sau xe ô tô 60A87735, kính bị vỡ văng ghim vào người ông D, ngã văng ra đường. Sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh nhanh chóng ra hỗ trợ ông D, nhưng do mất máu nhiều, ông D đã tử vong. Tại hiện trường, xe ô tô bị vỡ nát kính phía trước, một phần đuôi xe bị hư hỏng, xe máy do ông Đê điều khiển cũng bị hư hỏng nặng sau cú tông vào đuôi ô tô. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào giờ cao điểm, các phương tiện trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông xuống nhiều tuyến quốc lộ 62 ùn ứ hơn 1 km. Chiều ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.